Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TPS và mình đây. Và các bạn thấy gì chưa? Bên cạnh mình không phải nhân vật chính là cái TV đâu, mà nó là cái cục này, FPT Play, và cụ thể nó là bộ giải mã FPT Play 2022. Năm nay chúng ta không còn là FPT Play Box nữa. Tuy rằng nó vẫn là cái box, nhưng cái tên nó khác hoàn toàn. Và đây cũng là một trong những cái thiết bị mà nó đánh dấu một cái sự thay đổi rất lớn về mặt công nghệ, khi nó là một cái bộ giải mã tích hợp hai cái công nghệ truyền hình Internet xịn sò nhất bây giờ, đó là IPTV và OTT. Để nói một cách sâu xa hơn về IPTV là gì và OTT là gì thì các bạn cứ Google là các bạn sẽ thấy. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái đặc điểm hay ho riêng khác nhau ở mỗi cái nền tảng khác nhau. Thế thì thay vì cái việc cứ phải suy nghĩ xem IPTV hay là OTT thì FPT quyết định tích hợp luôn vào đây. Và chúng ta có rất nhiều tính năng liên quan đến smart home. Ví dụ nhá, tắt đèn. Đấy, hoặc bật lại cái nhìn cho nó sáng sủa nhé. Bật đèn. Ok. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách kỹ hơn và trải nghiệm một cách kỹ hơn về bộ giải mã FPT Play 2022 và xem nó có đáng mua hay là không nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên nói một chút về mặt thiết kế đi. Thì FPT Play 2022 được thiết kế theo cái xu hướng gọi là tối giản, và nó nhỏ gọn với hai cái tông màu, đấy là Stone Gray và Pearl White. Điểm nhấn trong thiết kế này là cái giải phân chia cắt ngang phần thân máy được tích hợp một cái đèn LED dạng gọi là ambient. Nó vừa báo hoạt động, nó lại còn là nơi nhận tín hiệu điều khiển từ cái remote nữa, nên thực sự luôn đây là một cái cách thiết kế mình thấy khá là hay ho. Thiết bị này thì đương nhiên là trang bị khá là đầy đủ những cái kết nối từ không dây như là Wi-Fi 5GHz này, Bluetooth 5.2, cho đến có dây như là cổng LAN này, HDMI 2.1. Ngoài ra thì FPT Play 2022 vẫn sử dụng cái cổng quang optical cũng như là dây AV Composite để giúp các bạn có thể tương thích với những thiết bị cũ hoặc là chuyên cho âm thanh, thì nó cũng mang lại một trải nghiệm cực kỳ là tốt luôn. Và nói thêm một chút xíu về cấu hình phía bên trong của FPT Play 2022 á, thì nó cũng được nâng cấp nhẹ so sánh với thế hệ trước với con chip đó là Realtek RTD1319 hoặc là Arm Logic S905i4. Nói chung là cái mã này thì nó cũng hơi lằng nhằng một chút xíu, các bạn cứ hiểu là nó sẽ mạnh hơn so sánh với đời trước khá là nhiều. Thế là với một con GPU Mali là G31 và nó sẽ có RAM 2GB. Thế nên là tất cả những thao tác thì nó vô cùng mượt mà khi mà bấm qua lại giữa những mục, chuyển đổi giữa những tab hay là tất cả những cái thao tác các bạn sử dụng ở đây thì gần như nó cũng sẽ không hề có một độ trễ một chút xíu nào cả. Và thậm chí nó còn tối ưu hóa cái tốc độ truy cập lên tới 40% so sánh với phiên bản trước đó. Và như mình đã nói đoạn đầu video thì bộ giải mã FPT Play 2022 này nó là cái bộ giải mã truyền hình Internet tích hợp hai công nghệ hàng đầu hiện tại, đó là IPTV và OTT. Thì các bạn cũng hiểu với IPTV thì của nhà mạng nào thì nó sẽ chỉ sử dụng được với cái Internet của nhà mạng đó mà thôi. Thì nếu như các bạn mà không sử dụng mạng FPT thì chúng ta đã có cái công nghệ OTT để giải quyết vấn đề đó, khi mà các bạn có thể sử dụng với bất cứ nhà mạng nào đều ok. Nhưng cái hay là nếu như các bạn sử dụng với cái mạng FPT, ví dụ như cái studio này của mình đang sử dụng mạng FPT này, thì chúng ta sẽ được kích hoạt cái tính năng IPTV và cái độ trễ của nó là cực kỳ thấp. Và các bạn cứ tưởng tượng đến một cái cảnh như thế này này. Các bạn đã bao giờ xem bóng đá trên YouTube chưa? Mấy chương trình trực tiếp các thứ, mấy giải kiểu U23 đợt vừa rồi các kiểu ấy, ông hàng xóm, ông ấy hô vào, các bạn nghe thấy, các bạn vẫn thấy tầm 30 giây sau nhà mình mới vào, các bạn có thấy nó hơi buồn không? Và lúc này với IPTV được tích hợp bên trong cái bộ giải mã FPT Play 2022 này thì vấn đề đó sẽ được giải quyết và cái độ trễ của nó là gần như bằng không luôn. Đương nhiên là vẫn sẽ có độ trễ nhưng mà nó cực kỳ thấp, và nó sẽ giúp các bạn có thể xem được những cái trận bóng như thế, và thậm chí bạn có thể được hô trước ông hàng xóm nha các bạn. Đấy, thế nên là cái này nó thực sự là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời luôn, và mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái hay ho. Nó vừa giảm độ trễ, vừa tăng chất lượng, và nó sẽ giúp các bạn có thể lốt những cái nội dung trên mạng về, lốt những cái nội dung liên quan đến truyền hình với một cái trải nghiệm tốt nhất. Và đó chính là vấn đề mà FPT đã giải quyết được trên cái bộ giải mã mới này. Và đương nhiên có một cái điểm cộng đó là với những cái nội dung 4K thì trên cái bộ giải mã mới này nó xử lý mọi thứ đều mượt mà và trơn tru hơn rất là nhiều so sánh những cái bộ giải mã trước đây của FPT. Và đương nhiên trong này phim thì cũng cực kỳ là nhiều luôn, và bấm vào là nó lốt về, và nó lốt về với một tốc độ cực kỳ nhanh, kể cả là hình ảnh này hay thậm chí là kể cả hệ thống âm thanh từ những cái bộ phim này nó mang lại cũng thực sự là cực kỳ tuyệt vời luôn. Nên cá nhân mình đánh giá thì đó cũng là một cái điểm cộng tiếp theo của cái bộ giải mã mới này. Rồi, sẵn tiện đang nói về chất lượng của những cái bộ phim thì mình phải chia sẻ thật lòng luôn
Lý do để rất nhiều người đến với bộ giải mã FPT Play ấy, nó chính đến từ cái kho nội dung bản quyền mà FPT đang có. Âm nhạc này, thiếu nhi này, phim này, thể thao này, phải nói là cực kỳ nhiều, nên không muốn nói là đầy đủ hết trên cái bộ giải mã này. Nhưng mà khoan nói sâu về cái kho đó. Lần này thì với bộ giải mã mới nhà FPT thì họ đã sử dụng cái phiên bản gọi là Google TV 11, nhưng nó đã được FPT tùy chỉnh lại một cái giao diện riêng gọi là EasyOS để nó phù hợp hơn với người dùng Việt Nam. Nhưng cái nội dung được cá nhân hóa từ từ theo thói quen sử dụng của từng tài khoản, và nó sẽ gợi ý cho các bạn những cái nội dung mà các bạn sẽ muốn xem nhất. Ví dụ như bạn xem bóng đá nhiều, bạn xem thể thao nhiều thì những nội dung đó sẽ được gợi ý đầu tiên. Còn bạn xem phim nhiều thì cứ có phim gì mới, có phim gì hot, FPT sẽ giới thiệu hết cho các bạn để các bạn có thể bấm vào và xem một cách nhanh chóng hơn. Và đối với những ai mà thích xem truyền hình ấy, thì mình nói thật là càng mê em bộ giải mã FPT Play 2022 này luôn. Bởi vì nó có một cái công nghệ nó gọi là IPTV mà cái chất lượng đường truyền thì nó ổn định, chất lượng hiển thị thì phải nói là cực kỳ tốt, bởi vì nó dùng cái mạng bảo mật riêng của FPT. Không chỉ vậy thì cái bộ giải mã này nó còn có tới hàng trăm kênh truyền hình trong và ngoài nước theo từng cái chủ đề khác nhau, thế nên là các bạn muốn xem cái gì cũng đều ok hết. Chất lượng phải nói là cực kỳ xịn sò, mà cái độ trễ phải nói là cực kỳ thấp luôn. Quá đỉnh. Chúng ta còn có một cái kho nội dung có bản quyền và thực sự là chất lượng cực kỳ cao trên FPT Play 2022 này luôn. Ví dụ như chúng ta có trực tiếp và độc quyền cái giải bóng đá là cấp câu lạc bộ như là AFC từ mùa giải 2021 đến 2024 này, như là AFC Cup này, AFC Champions League này, thậm chí là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, giải đấu câu lạc bộ các thứ, thậm chí rất nhiều những giải khác như UEFA từ 2021 đến 2024 này, hay thậm chí là hệ thống giải PGA 2022 đến 2024 nữa. Nói chung là bóng đá là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả trên cái này. Anh em xem cũng phải gọi là chóe luôn. Thậm chí chúng ta còn có cả gói ca cộng, gói sport các thứ, rất nhiều gói ở đây để các bạn có thể mua trực tiếp và xem trên cái bộ giải mã này luôn. Chóe liền. Chúng ta còn có rất nhiều phim bộ có bản quyền chỉ có trên FPT Play này. Nội dung dành cho trẻ em cũng được đội ngũ phát triển chọn lọc kỹ lưỡng, và quan trọng là nó phù hợp với trẻ em ở Việt Nam. Rồi chưa kể nữa, chúng ta cũng có rất nhiều gói phim có trên HBO Go thì cũng mang đến những cái nội dung phải nói là cực kỳ chất lượng để các bạn có thể trải nghiệm được luôn. Bên cạnh đó thì anh em cũng sẽ có rất nhiều gói dịch vụ đáp ứng cho từng nhu cầu khác nhau. Có người thích xem phim này, có người thích xem thể thao này, có người thích xem game show, hay có người hay mở màn hình cho con xem ấy, thì FPT Play cũng đều có đầy đủ tất cả những gói dịch vụ đó để đáp ứng cho nhu cầu của mọi người. Nên riêng về khoản kho nội dung như thế này, nó chắc là phải dùng một cái từ đấy là tạo nên cái sự khác biệt của bộ giải mã FPT Play so sánh với rất nhiều những mẫu Android Box các bạn đang thấy trên thị trường. Và cuối cùng đó là Smart Home, Smart Living các bạn. Ở trên cái remote của chúng ta thì sẽ có một cái nút Live, và ấn vào thì chúng ta sẽ kích hoạt được cái giao diện gọi là FPT Live. Và đương nhiên cái xu hướng Smart Home, Smart Living bây giờ thì không có một hãng nào bỏ qua được cả. Chúng ta chỉ cần một cái bộ giải mã nhỏ xíu như vậy, nó cũng sẽ là một cái trung tâm để các bạn có thể kết nối đến rất nhiều những thiết bị Smart Home, và các bạn có thể điều khiển nó một cách cực kỳ dễ dàng. Và như đoạn đầu video mình cũng đã thử cho các bạn xem rồi đấy. Tắt đèn. Chiu. Thử thêm một vài cái khác nhé. Bật đèn. Bật quạt, mát liền. Bật thử em robot nha. Bật robot. Em của mình đang được giặt rẻ, tí nữa chuẩn bị lau nhà rồi đấy các bạn. Hay ho chưa? Đó, Smart Home nó là như vậy. Các bạn có thể điều khiển những cái thiết bị như thế này từ xa. Đương nhiên nó là Google Assistant, Google Home, và em này có đầy đủ hết các bạn ạ. Đó, vậy thì các bạn thấy sao về những trải nghiệm mà bộ giải mã FPT Play 2022 mang lại? Cá nhân mình thì thực sự rất là thích cái kho nội dung có thể nói là chất lượng cực kỳ cao mà FPT Play mang đến và giúp các bạn có thể trải nghiệm nó một cách cực kỳ là dễ dàng. Bên cạnh đó, điều khiển Smart Home quá đơn giản và dễ dàng luôn, cực kỳ nhanh, cực kỳ nhạy nữa. Bên cạnh cái khoản IPTV và OTT được tích hợp bên trong một cái hộp nhỏ xíu như vậy, nó cũng mang lại một cái trải nghiệm khi xem truyền hình thông qua internet rất tuyệt luôn, đặc biệt là xem bóng đá quá sướng. Vậy các bạn nghĩ sao về nó? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Thực sự là giá tốt mà có nhiều trải nghiệm hay ho như thế này thì đáng, quan trọng là nó cực mượt nữa các bạn ạ. Để lại ý kiến về sản phẩm này ở comment phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.